Ok, hello. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh ITP Club Channel. Đến với video nhận định thị trường hàng ngày cùng với em Xuân Thủy. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc bên gia đình. Và cũng như thông qua video nhận định thị trường của em thì anh chị em mình sẽ có thêm những góc nhìn về thị trường, có thêm những chiến lược phù hợp để tham gia đầu tư với thị trường chứng khoán trong những ngày sắp tới. Anh chị em tham gia xem video của em thì giúp cho em những lượt like, lượt chia sẻ và lượt đăng ký kênh anh chị nhé và nếu anh chị thấy video của em thủy hữu ích thì đừng quên comment những trái tim màu tím ở phần bình luận anh chị nhé rồi ok à, sau đây à, không để quý anh chị chờ lâu nữa chúng ta cùng vào với à, chủ đề chính trong video ngày hôm nay và cũng như tiêu đề mà anh chị chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó là vn index phiên hồi điểm và xu hướng tiếp theo anh chị nhé Mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2024 anh chị nhé. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì hiện tại điểm số của VN Index đang tạm dừng ở mốc 1245, đó là một con số tròn trĩnh anh chị nhé. Và đã tăng được là 9,51 điểm tương với 0,77%. Và phiên hôm nay là một cái phiên phục hồi sau hai phiên điều chỉnh rất là mạnh, đúng không ạ? cụ thể là phiên uh, từ vào thứ sáu tuần trước và phiên ngày hôm qua là liên tục hai phiên điều chỉnh điểm của uh, thị trường và cho đến ngày hôm nay là đã có một cái phiên hồi phục điểm đó và cái mức thanh khoản mà thị trường đạt được ngày hôm nay là 20 75655 tỷ ngày hôm nay thì uh, nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài họ lại uh, có một cái xu hướng đó là bán dòng với cái tỷ trọng là 172,53 tỷ Nhìn về điểm số của thị trường thì bên nhóm cơ sở đó là Vietnam Index với điểm số 1245 điểm đã hồi phục được 9,51 điểm so với cái phiên điều chỉnh ngày hôm qua tương ứng với 0,77%. Bên nhóm VN30 với điểm số là 1242,23 thì tăng được đó là 7,11 điểm tương ứng với 0,58%. Bên nhóm VN30 F1M đó là nhóm phái sinh thì À, với điểm số 1.239,8 đã tăng được 8,8 điểm tương với 0,71%. Tiếp theo mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về biến động thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay à, với một cái phiên hồi phục điểm số cụ thể là à, ở cái mốc 1.245 điểm thì cái điểm số ngày hôm nay thị trường đã tăng à, trở lại được 9,51 điểm so với phiên ngày hôm qua là hồi phục là 0, Nhìn về cái chiều biến động của thị trường thì nhìn lên bản đồ Nhật thì quý anh chị có thể à, dễ dàng nhận thấy rằng là cái sắc xanh đã trở lại với thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Bên cạnh đó vẫn à, có kèm những sắc vàng, sắc cam và sắc đỏ anh chị nhé. Và tính từ điểm hiện tại thì thị trường đang có 260 mã tăng, hai 200 mã giảm và 95 mã ở mốc tham chiếu. Nhìn về cái chiều tác động à, tới của thị trường ngày hôm nay thì trước tiên kính mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái chiều tác động tích cực đó. Thì tác động tích cực đến cái sự hồi phục của thị trường ngày hôm nay thì đến từ những cái mã như là BID, GVR, Techcombank, FPT, ngân hàng công thương, HPG, Masan và VTP. Và trong cái trong cái, cái chiều tác động có cái sự rung lắc đó. Và đã có lúc thị trường bị quay về cái mốc đó là 1233,14 thì đến từ những cái mã như là LCG, Vix, Vinamilk, HDBank, Vix SHB, VND và VGC Nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài Thì ngày hôm nay đó, Như quý anh chị chúng ta đã biết rằng Là một cái phiên bán dòng của nhà đầu tư nước ngoài Với cái tỷ trọng đó là 172,53 tỷ đó. Thì Tuy rằng Là với cái khối lượng bán dòng là không lớn thế nhưng mà Chúng ta cũng đủ để thấy được rằng Là cứ những phiên giảm điểm đó, Thì nhà đầu tư nước ngoài họ lại có xuống là mua vào Cụ thể là phiên ngày hôm qua Và những cái phiên mà hồi phục trở lại thì đó lại là những cái phiên mà nhà đầu tư nước ngoài họ lại bán ra kết thúc phiên rồi ngày hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài họ đang bán dòng và tập trung ở những cái mã cụ thể đó là như MWG, VIX, Masan, Vinamilk, Hoa Sen, SBT, Đạm Cà Mau, Gách, KBC, SNI, VCG, SAB và HPG. Bên cạnh những cái mã mà mua vào cụ thể như là EIB, HAH, VRE, STB, FRT, BID, VIX, FTS, VHC, SSC, VHM, GVR, CTG, Nam Long, HCM, KDH, OCB, HD Bank, BVH, DigiCore và VSC. Thì đó là những cái mã mà nhà đầu tư nước ngoài họ mua vào là rất là nhiều. Nhưng tỷ trọng họ bán ra lại nhiều hơn tập trung cụ thể nhiều nhất ở mã đó là MVKG và VIX nhìn về chiều biến động của cổ phiếu thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay những mã cổ phiếu mà với cái tổng khối lượng lớn nhất trên thị trường ngày hôm nay đứng đầu đó là VIX với tổng khối lượng giao dịch là hơn 34 triệu 300 nghìn cổ phiếu thì hiện tại VIX đang bị giảm 3,09% tiếp theo đó là VND với tổng khối lượng giao dịch là đó là hơn 32 triệu 700 nghìn cổ thì VND bị giảm 1,31 tiếp theo đó là HPG công ty cổ phần tập đoàn thép Hòa Phát với tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 30 triệu 100 nghìn cổ thì hiện tại thị trường có một cái phiên hồi phục thì thép Hòa Phát ngày hôm nay đã hồi trở lại được và đã tăng được 1 phần tiếp theo đó là SHB với tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 22 triệu 400 nghìn cổ Thì SHB sau phiên giao dịch ngày hôm nay Bị giảm 0,88% Tiếp theo đó là SSI Với tổng khối lượng giao dịch hơn 21 triệu 900 nghìn cổ Thì SSI bị giảm 0,14% Đó là những cái mã với tổng khối lượng giao dịch Đó là hơn 20 triệu cổ Thì đa số là bị điều chỉnh Bao gồm là VIX, VND, SHB và SSI bị điều chỉnh Chỉ có duy nhất là thép hòa phát Là cái sự tăng điểm Và với những cái mã cổ phiếu là với tổng khối lượng giao dịch là xấp uh, sấp xỉ 20 triệu cổ thì bao gồm có MB Bank với tổng khối lượng giao dịch đó là 19 triệu 100 nghìn cổ thì MB Bank tăng được 0,65%. Tiếp theo đó là MVKG uh, khối lượng tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 16 triệu 600 nghìn cổ thì MVKG uh, tăng được là 0,75%. Tiếp theo đó là Novaland với tổng khối lượng giao dịch là hơn 15 triệu 200 nghìn cổ thì Novaland tăng được 0,62% nhìn về chiều biến động của các nhóm ngành nghề sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì về bên nhóm hàng tiêu dùng bị giảm 0,36% nhóm vật liệu cơ bản tăng được 1,96% nhóm tài chính là tăng được 0,63% nhóm dịch vụ tiêu dùng tăng được 0,82% nhóm viễn thông bị giảm 0,39% nhóm công nghiệp tăng được 1,13% nhóm y tế bị giảm 0,04% nhóm các dịch vụ hạ tầng đã tăng được 0,06%, nhóm dầu khí bị giảm 0,16% và cuối cùng là nhóm công nghệ vẫn là nhóm tăng mạnh nhất là tăng được 2,72%. Tiếp theo mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về cái điểm số của thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Trước tiên mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị ngày. Thì kết thúc phiên giao dịch ngày mùng 8 tháng 3. Đó, đó là phiên thứ sáu tuần trước là một cái phiên rung lắc với cái biên độ rất là lớn và một cái phiên điều chỉnh điểm rất sâu có đúng không ạ hơn 21 điểm và tiếp tục phiên ngày hôm qua lại tiếp tục một cái phiên rung lắc nữa và cũng lại là một cái phiên điều chỉnh điểm nữa thì em Xuân Thủy cũng đã có video nhận định đó video nhận định vào uh, chiều tối ngày hôm qua đó là ngày hôm nay là khả năng cao thị trường sẽ có một cái phiên hồi phục nó về quanh cái vùng đó là vùng cân bằng trong ngắn hạn của Vietnam Index đó là cái vùng là từ 1. À, 240 cho đến 1244 và ngày hôm nay là một cái phiên hồi phục của thị trường đó đã đóng nến ở cái mốc là 1245 và cụ thể là Việt Nam Index đã quay về được cái vùng cân bằng đó trong ngắn hạn của mình anh chị nhé và ở trong khung đồ thị daily đó là khung đồ thị ngắn hạn trong ngắn hạn thì xu hướng của Việt Nam Index đó là ngày hôm nay là với cái phiên hồi phục điểm thì xu hướng trong ngắn hạn của Việt Nam Index vẫn được giữ vững đó là một xu hướng tăng đó anh chị nha mặc dù là hai cái phiên điều chỉnh điểm khá là mạnh đúng không ạ thì ngày hôm nay mặc dù là cái điểm hồi phục của việt index đó là hơn 9 điểm thôi nhưng đã cho thấy được cái sự hồi phục khá là 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 tốt của thị trường khi mà à, uh, việt nam index đã quay về được cái vùng uh, đó là vùng cân bằng ở trong ngắn hạn cụ thể đó là cái vùng một nghìn và đông đến ở một nghìn cùng nhìn về uh, phiên đồ thị uh, khung đồ thị à, uh, ở khung tuần anh chị nhé thì với khung đô thị ở khung tuần thì việt nam index vẫn đang trong một cái xu hướng tích cực nó có đúng không ạ và cũng như em xuân thủy cũng đã phân tích ở cái khung đồ thị tuần rồi đó ở những cái video trước đó là cụ thể là khi việt nam index đã vượt qua được cái mốc là một nghìn hai trăm năm mươi đó và tiến về những cái mốc cao hơn và cụ thể sang cái tuần tuần trước thì cái mốc cao nhất mà việt Nam Index chạm tới đó là 1277 đó là tiệm cận về cái vùng cái mốc là 1280 và khi mà về cái vùng đó thì rất nhiều những mã cổ phiếu và cụ thể là thị trường rất nhiều mã cổ phiếu nó họ bán xuống gây nên cái tình trạng đó là quay đầu giảm điểm mà giảm mạnh nhất đó là cái vào phiên thứ sáu cuối tuần trước vậy thì đã có cái sự rung lắc và cái sự quay đầu à, trước khi mà chuẩn bị là tiến về cái tiệm cận cái vùng à, cái mốc là 1280 đó thì với cái sự đó, cái 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 sự quay đầu đó à, chứng tỏ rằng là thị trường chưa sẵn sàng và cũng chưa đủ sức mạnh để chinh phục những cái mốc cao hơn. Đó, thì cũng như em Xuân thủy cũng đã phân tích đó là gì ạ? Là khi nếu như mà thị trường không tiến đến việc được thành công về những mốc cao hơn thì chắc chắn rằng trong những tuần tiếp theo là thị trường sẽ có sự rung lắc và điều chỉnh về. Đó, điều chỉnh về trước khi có đủ sức mạnh để tiến tới những cái vùng cao hơn. Và cái tuần... À, cụ thể là cái phiên thứ sáu tuần trước là một cái phiên điều chỉnh giảm điểm đầu tiên và đến phiên ngày hôm qua anh nhìn nhá phiên ngày hôm qua là một cái phiên điều chỉnh giảm điểm tiếp và ngày hôm nay là thị trường đã hồi phục trở lại và trở lại vùng cân bằng trong ngắn hạn và nhìn về khung đồ thị dài hơn đó là khung đồ thị tháng thì như anh chị cũng có thể nhận thấy rằng là cũng giống như khung đồ thị tuần thôi thì trong khung đồ thị tháng thì với cái sự uh, uh, tích cực của thị trường liên tục những tháng trước đó thì Việt Nam Index trong khung đô thị dài hơn đó là khung đồ thị tháng thì vẫn đang ở trong xu hướng tích cực anh chị nhá thì những cái tháng mà cụ thể đó là cái tháng 2 năm 2024 đó là cái tháng trước thì cái tăng lên cái mốc cao nhất đó là 1264 anh chị nhá 1264 đó thì cái cây nến đã xuất hiện dâu nến này đó dâu nến 1264 là đã vượt qua cái đỉnh cũ đó Vậy thì nếu như mà trong cái tháng trước mà Việt, Việt Nam Index là cái tình trạng dâu đến này nếu như một cái nến là tăng dứt khoát không có dâu đến nhá anh chị nhá thì sang tháng này khả năng là 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 Việt Nam Index sẽ sức mạnh tốt hơn là tiến về những cái vùng cao hơn nó chắc chắn hơn. Vì vậy thì khi mà cái tình trạng dâu đến nó xuất hiện này. Đó thì sẽ có một cái tình trạng là những tháng sau là khả năng sẽ tích lũy và đi ngang anh chị nhá, tích lũy và đi ngang. Có thể là có những cái phiên nó sẽ vọt lên thế nhưng mà về cục diện chung nó sẽ tích lũy và đi ngang đó trước khi tiến về cái mốc cao hơn cụ thể là 1280 đó mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị nhỏ hơn nhé đó là cụ thể là phiên giao dịch ngày hôm nay đó là khung đồ thị H1 thì phiên giao dịch ngày hôm nay đó cái, uh, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua này là một cái cái nến điều chỉnh này liên tục bị điều chỉnh nhé thì sang ngày hôm nay đó vào cái phiên giao dịch buổi sáng thì là thị trường đã có sự phục hồi trở lại mặc dù cái mốc mà thị trường nhúng xuống sâu nhất đó là 1233 nhé đó và sau đó đã có cái lực uh, lực cầu trở lại đỡ thị trường hồi phục dần đến cái mốc đó là 1240 và từ những cái mốc đó thị trường liên tục được hồi phục và trở về vùng dần cái vùng cân bằng cho đến uh, khoảng độ sau 11 giờ đó khi mà cái trạng thái khách sạn ở trong khung đồ thị H1 xuất hiện ra thì thị trường là khi uh, với cái đà hồi phục của mình cộng với cái trạng thái khách sạn hút giá lên thì uh, khi đó mà uh, là điểm số của VNX đã lên cái mốc cao nhất đó là 1248 đó. Thế tuy nhiên là khi mà trở về cái vùng cân bằng mà cái điểm số với cái điểm số là 1248 như thế thì khi đó là ở thị trường là có xuất hiện một cái À, trạng thái đó là họ cân đối lại cái lượng hàng cũng như là cân đối lại cái tỷ trọng đó cho nên là gây nên cái sự là bán ra rất là nhiều Đó họ bán ra họ thu vốn về rất là nhiều và cụ thể ngày hôm nay cũng góp nên cái sự à, bán ra nhiều đó thì là đến từ những cái mã cổ phiếu mà cái lượng hàng phát hành thêm đó là ngày hôm nay cụ thể như là đất xanh thì cái lượng hàng phát hành thêm ngày hôm nay cũng đã là được phân phối về các anh chị em nhà đầu tư với những anh chị em nào mà chúng ta đã đăng ký cái quyền mua đó là phát hành thêm và những thời gian trước thì ngày hôm nay mã đấy cờ đã trả về những cổ phiếu phát hành thêm và nó cũng góp phần lên một cái sự bán xả của thị trường đó anh chị nhé thì cho đến phiên buổi chiều ngày hôm nay đó là cụ thể đó là sau 2 giờ thì với cái sự tích cực của thị trường đó phiên hồi phục tiếp tục cái đà hồi phục của mình thì Việt Index đã tăng lên cái mốc cao nhất trong buổi chiều ngày hôm nay đó là cái mốc 1.247 và đồng nến thành công ở cái mốc 1.245 đó, Vậy thì cái xu hướng tiếp theo của Việt Index là với cái đà hồi phục ngày hôm nay với cái phiên hồi phục ngày hôm nay thì tiếp theo Việt Index sẽ có cái xu hướng là cụ thể là như thế nào và Vậy thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị nhỏ hơn một chút nữa đó là khung đồ thị 15 phút thì với cái mốc là245 là cái mốc đồng đến của Index trong uh, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, trong phiên giao dịch uh, những phiên giao dịch tiếp theo cụ thể là phiên ngày mai thì với cái đà hồi phục này thì khả năng Index sẽ nó sẽ uh, tiếp tục là uh, tích lũy đi ngang để giữ được cái đà hồi phục của mình cụ thể là quanh cái vùng 1 1244 1.245 Đó. thì cái khung khách sạn là khung khách sạn uh, À, trong 15 phút đây, cung khách sạn 15 phút thì đã xuất hiện và cái trạng thái khách sạn đã bị phá vỡ rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái điểm hỗ trợ à, cho Việt Nam Index trong phiên ngày mai nó nằm ở mốc là 1 65 anh nha, 1 chín đó cụ thể là đó là cái vùng cân bằng trong phiên ngày mai của Việt Nam Index thì ngày ngày mai Việt Nam Index muốn tăng được tiếp theo và tích cực tiếp thì phải giữ được cái vùng cân bằng đó là 1242.9 đó là vùng cân bằng trong phiên ngày mai trong khung đô thị 15 phút anh chị nhé thì đó mới là là tiếp theo là khả năng Việt Nam Index sẽ có cái cái mốc tăng điểm đó là tiến về cái đỉnh cũ của kiểu ngày hôm nay có thể là 1248 đó và trong xu hướng những cái phiên tiếp theo thì mời quý anh chị chúng ta cùng nhìn về khung đồ thị ngày đó thì với cái cây nến ngày ngày hôm nay đó là có chân nến anh chị nhé và có dâu nến đó. thì là nó phản ánh được cái điều gì nó phản ánh được cái điều đó là khi thị trường giảm xuống cái mốc là 1233 thì đã có cái lục cầu, lực cầu nó nâng đỡ thị trường và đẩy thị trường đi lên thì đó là đã xuất hiện cái chân nến đó là cái đã xuất hiện cái lực cầu ở cái mốc là 1233 chứng tỏ rằng là ở cái mốc này thì thị trường là sẵn sàng là vẫn có cái lực cầu để nâng đỡ và khi hồi phục về cái điểm số là 1248 nó đã xuất hiện cái tình trạng dầu nến ở đây vì có nghĩa là sau hai cái phiên điều chỉnh thì thị trường là xuất hiện một cái trạng thái à, đó là là có sự lo lắng có sự bất an của các nhà đầu tư nhỏ lẻ có đúng không ạ Thế cho nên là khi mà thị trường hồi phục lại thì các nhà đầu tư họ đã sẵn hàng thì họ sẵn sàng lại lại cơ cấu và cân lại cái cái tỷ trọng cái lượng hàng mà họ đang nắm giữ chính vì vậy mà đã có cái tình trạng đó là bán ra rất là nhiều trong ngày hôm nay mặc dù bên cạnh những cái lượng hàng mua vào anh chị nhé thế thì cái lượng hàng bán ra nó và với cái lượng hàng mua vào đó thì cái lực uh, lực cầu của thị trường nó sẽ đỡ được thị trường ở cái mức đông đến ngày hôm nay đó là 1245 và rất là là tích cực đó là Việt Nam Index đã trở lại được cái vùng cân bằng của mình thì khi trở lại được cái vùng cân bằng này thì cái xu hướng tiếp theo của Việt Index là nó là khả năng nó sẽ tích cực hơn đó nó sẽ sáng sủa hơn anh chị nhé vì cái phiên giảm điểm ngày hôm qua này anh chị này anh chị có thể thấy rằng là đó là cái cái mốc đông đến ngày hôm qua nó đã phủ nhận tất cả những cái phiên à, tích cực trước đó cụ thể là tính từ cái phiên ngày 28 tháng 2 thì cái phiên ngày hôm qua đóng đến ở cái mốc đó thì nó đã phủ nhận lại tất cả những sự tích cực tăng điểm tính từ cái phiên ngày 28 tháng 2 cho đến phiên ngày hôm qua thì ngày hôm nay với cái sự hồi phục trở lại thì đã lấy lại được cái sự tích cực của cái phiên à, ngày 27 tháng 2 và một phần của cái phiên ngày 28 tháng 2 và kỳ vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục đó trở lại cái đà tích cực và của cái phiên ngày 28 tháng 2 đó, là sẽ có những cái phiên tăng lên mặc dù tăng không mạnh anh chị nhé sau những cú điều chỉnh này thì chắc chắn rằng thị trường sẽ có những phiên hồi phục tuy rằng hồi phục lại điểm số nhưng không phải là một cái phiên tăng rất là mạnh, có đúng không ạ? Trước mắt, cái điều tích cực của thị trường đó là gì ạ? Là Việt Nam Index đã trở về được cái vùng cân bằng của mình trong ngắn hạn. Đó. Thì trong phiên ngày mai, trong khung đồ thị H1, đó, với cái trạng thái khách sạn vẫn còn anh chị nhé, trạng thái khách sạn trong khung đồ thị H1 vẫn còn, thì khả năng mà Việt Nam Index đã bị à, à, sẽ được à, là hút giá lên nhé anh chị nhé, được hút giá lên. Đó cụ thể là tiến về cái cái đỉnh cũ trong à, ngày hôm nay, đó là 1248 là có thể khả năng cao nó sẽ về cái, cái điểm số đó anh chị nhá và với cái điểm số đóng đến ngày hôm nay 1245 thì Việt Nam, Việt Nam, Index hiện tại đang có cái hỗ trợ uh, giao găm ở cái uh, vùng đó là 1244 đó tại ở cái điểm 1244 là chính là cái điểm hỗ trợ giao găm của Việt Nam Index thế thì với cái điểm số 1245 thì trong phiên ngày mai khả năng rất là cao Việt Nam Index sẽ quay lại test lại cái 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 cản giao găm mà ngày hôm nay Việt Nam Index đã vượt qua chính là cái mốc 1244 sẽ test quay lại test cái vùng à, giao găng đó là 1244 có thể là nhúng xuống một chút nữa về hành 1243 thì khi đó Việt Nam Index mới có thể là bật tăng lên được đó có đúng không ạ và trên đây là nhận định về thị trường phân tích về Việt Nam Index của em Xuân Thủy đó và à, nhận định về xu hướng tiếp theo những viên tiếp theo của Việt Nam Index là cụ thể thì À, quý anh chị cũng đã nắm được tình hình rồi đúng không ạ? là một cái phiên hồi phục cũng như cái tiêu đề mà em Xuân Thủy cũng đã là à, ghi ở mà trên màn hình đây và như vậy thì à, với cái phiên hồi điểm ngày hôm nay và cái xu hướng tiếp theo của phiên Index thì theo cái góc nhìn phân tích kỹ thuật của em Xuân Thủy cũng đã là à, cho quý anh chị thấy à, những cái góc nhìn về thị trường cụ thể ngày hôm nay và à, cụ thể là những cái phiên tiếp theo đó thì để quý anh chị mình sẽ có thêm những góc nhìn về thị trường có thêm những chiến lược phù hợp để tham gia đầu tư cùng với thị trường chứng khoán anh chị nhé. Và nếu anh chị chưa có người đồng hành, chưa có người hỗ trợ, thì uh, kính mời quý anh chị là trước mắt là có thể là về với cái zoom mà cộng đồng thảo luận của em Xuân Thủy bằng cách là quý anh chị click vào đường link ở trong phần bình luận, nó hoặc là quý anh chị có thể mở app Zalo lên, sau đó là quét cái mã qr trên màn hình thì từ đó quý anh chị đã trở về với cái zoom thảo luận của em Xuân Thủy. Và nếu như quý anh chị thấy cách uh, phân tích và cách uh, uh, tư vấn của em nó phù hợp và yêu mến em thì có thể là hỗ trợ em ủng hộ em một cái tài khoản mở mới VPS thì em Xuân Thủy cũng sẽ là hướng dẫn quý anh chị trực tiếp đó bằng cách quý anh chị liên hệ với số Zalo của em đó trên màn hình thì em sẽ hướng dẫn quý anh chị mở mới một tài khoản VPS và quý anh chị đã có một tài khoản VPS cùng tham gia đầu tư cùng tham gia kiếm tiền trên thị trường chứng khoán và quý anh chị về với dung tín hiệu VIP của em Xuân Thủy là sẽ luôn được hỗ trợ tư vấn và Uh, cảnh báo về tất cả những uh, uh, tình hình của thị trường trong từng phiên và cụ thể sẽ có những tín hiệu vip đối với quý anh chị tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán anh chị nhé cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi những video của em xuân thủy cũng như là những phiên live của em xuân thủy hàng ngày vào khung giờ 11 giờ 25 phút đó hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần đó. cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau thân chào và hẹn gặp lại